Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2020 và theo âm lịch ngày này là ngày Mậu Thân, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý và hôm nay là ngày Hắc Đạo. Về giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Về ngũ hành niên mệnh, đại dịch thổ ngày Mậu Thân, tức can sinh cho chi, có nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, đại dịch thổ kỷ tuổi Nhâm Dần, Giáp Dần, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ độ. Ngày Thân lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn, thành thủy cục, xung với Dần, hình hợi và phá Tỵ, tuyệt mão các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, có tuổi Canh Dần, Giáp Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Xá, Đại Cát, tốt cho việc tế tự, giải oan, trừ được sai sao xấu, kỵ, kiên kỵ, động thổ các bạn nhé. Trong ngày này, làm lễ trong cái ngày rằm tháng 7 cũng rất chi là tốt. Sao Minh Tinh, tốt mọi việc, sao Mạn Đức Tinh, tốt mọi việc, sao Phúc Hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Và sao xấu trong ngày cũng có các sao, bao gồm sao thổ phủ, kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng nhà cửa đó. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng bắc. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2020. Như sau nhé. Đầu tiên đó, mời các bạn cùng đoán xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn nên nắm bắt, nhất là khi bạn đang gặp được ngày có tam hội cục Thân Tý Thìn chia chở cho cái vận trình của bạn nhé. Với bạn tuổi Tý á, đi qua những cái khó khăn, trở ngại, bạn mới thực sự nhận ra ai là người phù hợp dành cho mình để bạn có thể tin tưởng vun đắp cho cái tình cảm đó. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, ngày này lại đang có được chính ấn xuất hiện. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Tý có được cái sự khát khao thay đổi cái cuộc sống hiện tại, đặc biệt là đối với những bạn trong nghề nghiệp đó nhé. Những cái chọn lựa này sẽ khiến cho bạn tuổi Tý bạn bận tâm và suy nghĩ rất chi là nhiều. Tuy nhiên, nếu như bạn chần chừ, cơ hội sẽ mất đi. Đây chính là lúc bạn tìm kiếm cho mình cái sự mới mẻ và kết quả sẽ xứng đáng với những gì mà bạn đang bỏ ra từng ngày đó bạn tuổi Tý nhá. Trong cái ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, ngũ hành tương sinh, cái điều này cho thấy bạn mệnh khá chỉ là thoải mái với những cái kế hoạch về tiền bạc đã có sẵn. Tình hình về tài chính với bạn mệnh tuổi Tý trong cái giai đoạn này đang là cái thời điểm ổn định với bạn. Bạn không phải lo nghĩ quá nhiều bạn tuổi Tý nhá. Và trong cái ngày rằm tháng 7 này với bạn tuổi Tý, cái việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, xuất hành hay là lệ trong cái ngày này với bạn cũng rất chi là tốt. Ngày này với bạn tuổi Tý, bạn đang có được quý nhân hỗ trợ, có tiền tài, có niềm vui, có danh tiếng đó bạn nhé. Trong cái ngày này với bạn tuổi Tý, mọi việc đều được tốt tươi, đem đến cho bạn có tin vui, điều lành.
sấm lệ cầu trời, trăm ngàn cát lợi với bạn. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, bạn tránh ăn quá nhiều. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, bạn cần phải tự tin vào bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, có thêm những cái trải nghiệm mới. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, tình cảm được tốt đẹp. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn tự tạo ra cái thói quen lành mạnh mới độ. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng cái ngày này bạn tuổi Sửu đang có được chính tài hỗ trợ, cho nên bạn tuổi Sửu trong công việc phát triển được cái năng lực để gia tăng tiền bạc cho mình nữa rồi nhá. Bạn tuổi Sửu, bạn mệnh nhớ tận dụng cái cơ hội đang tốt như thế này để thực hiện những cái dự định của bản thân mình đã đề ra từ trước, để mọi việc được thuận lợi hơn. Bạn có thể hội nhờ xin sự giúp đỡ từ người khác nữa bạn tuổi Sửu nhá. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, ngũ hành tương sinh, đây là cái dấu hiệu tốt cho bạn tuổi Sửu về cái phương diện tình cảm. Tuy nhiên, đối với những bạn còn độc thân thì chớ có vội vàng, bạn hãy thực hiện từng bước thật tốt để có được những cái kết quả như ý bạn tuổi Sửu nhé. Và xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, ngày này cử cái việc chôn cất, khai trương chỗ cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện, đóng giường, lốt giường, và kiêng cử cái việc đi thuyền, kiêng sông nước bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này với bạn tuổi Sửu rất thích hợp cho cái việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, xuất hành và thực hiện lệ trong rằm tháng 7 cũng rất chi là tốt với bạn. Bạn đang có được báo hiệu, có người giúp đỡ, sắm lệ cầu trời, trong việc đều tốt với bạn trong ngày hôm nay đó. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, có nỗi lo không biết bày tỏ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, có bạn bè thân thiết. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, không khí gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, gặp nhiều điều may mắn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, tiền bạc được rủng rỉnh nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Dần thân tỵ hợi, cho nên trong cái ngày thân này đối với bạn tuổi Dần, bạn nên cẩn thận, đừng làm cái tình huống trở nên phức tạp hơn với cái bản chất vốn có của nó ban đầu bạn tuổi Dần nhé. Bạn tuổi Dần, bạn hãy làm những gì mà bạn cho là tốt nhất lúc này, kể cả khi đó là một cái quyết định sai, ít nhất bạn cũng sẽ không đổ lỗi cho mình vì bạn đã làm những cái điều mà mình thực sự tin tưởng rồi. Trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, tỵ kim chiếu mệnh, cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Dần đừng có ngạo mạn, gạt bỏ những cái lời khuyên của mọi người xung quanh dành cho bạn. Bởi vì có thể họ đã rõ vấn đề mà bản thân của bạn chưa biết, vì một cái lý do nào đó bạn không nhận ra mà thôi nhé. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi Dần cảm thấy khó khăn trong cái việc đưa ra các quyết định quan trọng. Dường như bạn đang có cái đám mây đen che phủ đầu óc, khiến cho nội tâm của bạn không được rõ ràng đâu đó. Trong cái ngày Mậu Thân này đối với bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày có kim mộc xung khắc,
Bạn đã nỗ lực vất vả suốt một cái thời gian dài, tuy nhiên kết quả mà bạn trông đợi lại chưa hề xuất hiện và bạn tủi dần. Bạn đừng có quên rằng thành công được xây dựng từ những cái chiến thắng nho nhỏ trong mỗi ngày. Vì vậy, bạn hãy nhẫn nại để chờ đợi cái thời cơ bạn tủi dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, bạn trở nên tỏa ra trịnh thượng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, bạn không làm hài lòng nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ nên bỏ bớt cái tôi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, bạn hãy kiên nhẫn hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn đừng quá dễ dãi. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang gặp kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi Mão đang có cái sự cố không mong muốn đến với bạn trong ngày hôm nay nhé. Bạn tuổi Mão, bạn nên hạn chế tối đa cái việc cho vay mượn hoặc là vay mượn tiền bạc từ bất cứ ai mà bạn không tin cậy. Cuối ngày, bạn hãy lắng nghe cái cảm xúc mách bảo để biết mình cần phải làm gì. Và nhắc nhở bạn tuổi Mão, nếu không mau thay đổi thì bạn đừng có nghĩ tới cái chuyện thăng chức, tăng lương với mình bạn tuổi Mão nhé. Trong cái ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, ngày Mậu Thân này, bạn đang gặp ngày có kim mộc xung khắc. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Mão có những cái điều không tốt liên quan tới cái chuyện tình cảm của bạn mệnh. Đã đến lúc bạn tuổi Mão cần phải xem xét lại tình cảm đó có nên tiếp tục được vun viến để phát triển hay không bạn tuổi Mão nhé. Cái ngày rằm tháng 7 này đối với bạn tuổi Mão, nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy, bạn tuổi Mão nên tránh mọi cái sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão cũng kiêng kỵ cái việc xuất hành đi xa, kiêng kỵ sông nước, đi thuyền. Bạn đang có cái điểm báo không tốt, có cái sự va chạm, cãi cọ, đặc biệt là kiêng kỵ về sông nước. Bạn đang có cái điểm báo không tốt khi bơi sông hay là lội ao hồ các bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, bạn hãy nhìn nhận vấn đề đúng mực. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn suy nghĩ quá nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, con cái không vâng lời. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn nữa. Về tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, bạn hay bi quan nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn. Cho nên trong cái ngày Thân này với bạn tuổi Thìn, bạn có những cái quyết định đúng đắn trong cái chuyện tình cảm của mình. Ngày này đối với những bạn còn độc thân, nhờ đó mà có được những cái cơ hội mới tốt hơn, mang lại hy vọng mới cho bạn trong tình yêu. Và hôm nay cũng là ngày hòa hợp của các cặp đôi luôn bạn tuổi Thìn nhé. Trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn, thiên tài nhập mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Thìn khi có tiền trong tay thường trở nên phù phiếm và có phần đua đòi hơn. Và bạn tuổi Thìn, bạn đừng quá tập trung vào cái bề ngoài mà quên mất cái việc chăm sóc tâm hồn mình. Đó mới cái là điều là mang lại giá trị mãi mãi về sau này bạn tuổi Thìn nhé.
Trong ngày Mậu Thân này đối với bạn tuổi Thìn, ngũ hành tương sinh, cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Thìn có được sức khỏe tốt khi rất nhiều cái bạn biết tận hưởng những cái cuộc sống riêng của mình. Tuy nhiên, bạn tuổi Thìn, bạn đừng áp đặt cái cuộc sống của mình với người khác khi ai đó không đồng ý với cái lối sống của mình đó bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn có nhiều sao tốt như là sao Thiên Đức Hợp, sao Thiên Xá, sao Minh Tinh, sao Mạn Đức Tinh, sao Phúc Hậu. Vì vậy, cái việc xuất hành đi xa với bạn tuổi Thìn trong ngày này, việc cầu tài, khai trương, mở kho, đầu tư hay là sắm lẻ, làm lẻ trong cái ngày này với bạn cũng rất chi là thuận lợi. Trong cái ngày này, sắm lẻ cầu trời muôn phần cát lợi với bạn. Trong ngày có tin vui mang đến, điều lành mang đến với bạn, bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, có tài ứng biến. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, dội xả giao. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, tình cảm mặn nồng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn không tập trung làm việc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, công việc được phát triển thuận. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng trong ngày này bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, dần thân Tỵ Hợi, cho nên bạn tuổi Tỵ dễ có những cái quyết định thiếu khôn ngoan trong những ngày thế này nhé. Ngoài ra bạn tuổi Tỵ cũng dễ bị tác động vào cái hoàn cảnh vì thiếu lập trường, do đó ngày hôm nay với bạn tuổi Tỵ thích hợp để nghỉ ngơi hơn là ra quyết định nào đó với bạn. Trong cái ngày Mậu Thân này đối với bạn tuổi Tỵ, thực thần chiếu mệnh, cái điều này mang lại cho bạn tuổi Tỵ có được tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn. Không phải là không có cái khó khăn nào với bạn, mà là vì bạn nhìn mọi thứ bằng cái khuôn mắt lạc quan nên bạn đã dễ dàng biến những thứ tưởng như không thể thành có thể chỉ bằng cách tư duy vấn đề với mình đó bạn nhé. Và bạn tuổi Tỵ á, trong cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020 này, bạn lại đang gặp ngày có kim hỏa xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tỵ nên toàn tâm toàn ý cho việc chăm sóc bản thân mình, kể cả hành vi lẫn ngoại hình. Bạn đừng quên rằng bạn đang trong cái giai đoạn gặp nhiều vấn đề trong các mối quan hệ đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, có nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn mạnh dạn làm giàu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, bạn cần khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, sự hòa nhã được ghi điểm. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, được lòng mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng trong ngày này bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cảm xúc không được tốt cho bạn tuổi Ngọ. Nếu như bạn không hài lòng với cái công việc hiện tại của mình, bạn nên chọn lựa một cái con đường mới mẻ hoàn toàn bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ, nếu bạn nhận ra rằng trên cái con đường mà mình đi, bạn không tìm thấy bất cứ cái sự đam mê hay là hạnh phúc nào, thì chỉ là những cái mệt mỏi, căng thẳng và sự chịu đựng mà thôi đó bạn tuổi Ngọ nhé. Có thể với bạn tuổi Ngọ, những cái chuyển hướng ban đầu gây ra cho bạn cái sự lo lắng, sợ hãi, tuy nhiên sau này bạn sẽ cảm ơn mình vì những cái sự dũng cảm ở cái thời điểm này đó.
Và bạn tuổi Ngọ, bạn hãy tự tin lên rồi bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày mùng 2 tháng 9 với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn lại đang gặp ngày có kim hỏa xung khắc. Cái điều này cho thấy kể cả công việc lẫn cái đời sống cá nhân của bạn tuổi Ngọ đều có vấn đề. Vì thế, xoa dịu cho cái tinh thần, quan tâm cho chính mình là điều rất cần thiết với bạn tuổi Ngọ. Trong ngày hôm nay, bạn đừng quên rằng không phải ai khác, chính bạn là người khởi tạo cho hạnh phúc của mình đó. Và tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, bạn không biết đoán lộc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, bạn dễ xảy ra tranh cãi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, bạn không nên chê trách ai. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, bạn không ba hoa khoe mẽ nhé. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, đừng quá tự tin đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi Mùi, tình hình về tài chính của bạn có phần đã ổn định hơn, nhất là khi bạn đang gặp được chính tài che chở, bạn biết cân nhắc thiệt hơn cho từng cái khoản tiền của mình và không còn tiêu xài hoang phí nữa nhé. Và bạn tuổi Mùi, bạn đã biết dành dụm tiền cho những cái việc thực sự quan trọng, còn phần lớn là để tiết kiệm cho tương lai của mình rồi đó. Trong cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020 này đối với bạn tuổi Mùi, ngũ hành tương sinh cho thấy dường như những cái nỗ lực của bạn tuổi Mùi đã được đền đáp khi cái chuyện tình cảm của bạn đi đúng hướng hơn. Bạn tuổi Mùi đã kiên nhẫn hơn trong việc tìm hiểu đối phương và hứa hẹn tình yêu có cơ hội thăng hoa trong cái thời gian tới với bạn rồi nhé. Và trong cái ngày này với bạn tuổi Mùi, cái việc xuất hành với bạn gặp thuận lợi, bạn gặp được quý nhân, có tiền tài, có danh tiếng. Trong ngày này, bạn tuổi Mùi đang có được hậu thuẫn của những sao tốt như là sao Thiên Đức, sao Thiên Xá, Minh Tinh, sao Mạn Đức Tinh, sao Phúc Hậu. Cái việc khai trương, mở kho, xuất hành, đầu tư hay là việc lệ trong rằm tháng 7 cũng rất chi là thuận lợi. Sắm lệ cầu trời trong phần cát lợi với bạn, ký kết hợp đồng thuận lợi, có người giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, mọi việc êm xuôi, đặc biệt là trong cái khung giờ từ 7 đến 9 giờ hoặc là từ 9 đến 11 giờ bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, tính tình hoạt bát. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, gia đình êm ấm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, có thêm tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, mọi việc thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, không lo lắng nhiều. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, màu sắc cát tường, cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn không nên bỏ qua những cái chi tiết nhỏ trong ngày hôm nay, bởi bạn đang có cái sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho mọi thứ với bạn đều có thể gây hại cho cái kết quả chung của bạn đối với bạn tuổi Thân nhé. Ngoài ra, lời khuyên dành cho bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay là đừng có lẫn lộn giữa việc công và việc tư, việc đời sống cá nhân. Cái điều này có thể gây ra những cái rắc rối cho bạn. Trong ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020 với bạn tuổi Thân, bạn đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Thân đã
lơ là, không quan tâm đúng mức về cái vấn đề sức khỏe của bản thân mình trong cái thời gian dài vừa qua rồi đó bạn nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, vì như thế bạn mới có chủ động, đủ động lực cho các mục tiêu khác của cuộc sống, và cái vấn đề sức khỏe của mình là điều cần thiết bạn tuổi Thân nhé. Trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân, những nhà có thai phụ thì không nên di chuyển đồ đạc, tiến hành những cái công việc về đục đẽo, bởi nó sẽ làm ảnh hưởng tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Trong ngày này với bạn tuổi Thân, cái vấn đề xuất hành đi xa với bạn cũng không được thuận lợi, bạn đang có cái điểm báo có cái sự va chạm, cãi cọ, thị phi đó bạn nhé. Nếu như có việc xuất hành đi xa không thể trì hoãn được thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc để hạn chế những cái rủi ro, tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, bạn hãy lắng nghe thay vì nói. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, sức khỏe không tốt lắm. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, tính cách khó gần. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, được mọi người yêu mến. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn hãy tập quan sát được. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng ngày này bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có tam hội. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Dậu nhớ về tình bạn của mình. Có thể bạn gọi cho một người bạn cũ nào đó mà đã lâu bạn không gặp gỡ. Hẳn nhiên cái mối quan hệ này có thể trở thành quá khứ, ngay cả khi bạn không muốn chúng như vậy. Cái lý do chính là vì bạn đã thiếu đi cái sự quan tâm đối bạn tuổi Dậu nhé. Và trong cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020 này với bạn tuổi Dậu, cái thời điểm này bạn rất chi là nỗ lực cho sự nghiệp của mình. Chẳng có điều gì là tự nhiên đến với bạn cả. Bạn nhận thức được cái điều đó nên bạn tự xây dựng cái sự quyết tâm để bản thân mình cần phải cố gắng để vươn đến cái sự thành công đối bạn tuổi Dậu nhé. Và trong cái ngày Thân này với bạn tuổi Dậu, kim khí vượng, cái điều này khiến cho sức khỏe của bạn mệnh tuổi Dậu đang có dấu hiệu yếu đi hơn nhiều so với trước. Có thể vì bạn tưởng rằng mình khỏe nên ra sức làm việc mà không chăm sóc cho bản thân mình đúng cách. Và bạn tuổi Dậu cái thời điểm này bạn hãy học cách sống khoa học hơn, ăn uống đầy đủ, đủ chất dinh dưỡng hơn để cải thiện tình hình sức khỏe của mình bạn tuổi Dậu nhé. Ngày này với bạn tuổi Dậu, cái việc xuất hành đi xa, khai trương, mở kho, đầu tư cũng rất chi được thuận lợi. Bạn đang có được cái sự hậu thuẫn của các sao tốt như là sao Thiên Đức, Thiên Xá, Minh Tinh, Mạn Đức Tinh, sao Phúc Hậu. Cái việc sắm lệ cầu trời lẽ ngày này muôn phần cát lợi với bạn luôn nhé. Và trong cái ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu như có ký kết hợp đồng được thuận lợi, có người giúp đỡ, gặp nhiều người, nhiều may mắn, mọi việc đều êm xuôi thì tốt nhất là bạn nên xuất hành trong cái khung giờ từ 7 tới 9 giờ hoặc là từ 9 tới 11 giờ. Và bạn cần phải chú ý là xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, chú ý quan sát xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, hậu phương vững chắc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, có chuyện vui. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, giữ tinh thần tích cực. Đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt
từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng ngày này bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có tam hội cục, nhắc nhở bạn tuổi Tuất hãy học cách chăm sóc cho cái mối quan hệ của mình đúng mực. Tiền bạc tuy quan trọng nhưng tình cảm của mọi người mới là cái năng lượng tuyệt vời để cho bạn cảm thấy cái cuộc sống này đầy ý nghĩa bạn tuổi Tuất nhé. Và trong cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020 này với bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Tuất có được tiền bạc dồi dào, bạn may mắn đón nhiều tin vui về tài lộc trong ngày hôm nay. Thậm chí có người có cái khoản đầu tư mang lại cái món lợi lớn cho bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng có chủ quan, bạn nên cẩn thận với một số người đang có cái ý định lợi dụng tiền bạc của bạn nữa bạn tuổi Tuất nhé. Và trong cái ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ tương khắc, cho nên sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Đó là cái mối lo duy nhất của bạn mệnh trong lúc này. Và bạn tuổi Tuất tốt hơn hết là bạn hãy dẹp bỏ những cái nỗi lo lắng sang một bên, vì đó là cách để cho bạn có được cái sức khỏe cải thiện hơn đó bạn tuổi Tuất nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất, cái việc xuất hành đi xa cũng được thuận lợi, đầu tư mở kho, khai trương hay là sắm lẻ trong cái ngày này cũng rất chi là thuận lợi, trăm phần đều tốt. Đi ra thì gặp được quý nhân, có tiền tài, có danh tiếng, gặp được người giúp đỡ nhé. Và tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, có người thân thấu hiểu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, có cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, bạn nhanh nhạy với thời cuộc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, có tính tình ương biến. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn không nên đắm đuối trong tình yêu thương quá độ. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng ngày này bạn tuổi Hợi đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi, cho nên bạn tuổi Hợi đang có cái điềm báo có một ngày lao đao vì tai tiếng đôi bạn nhé. Ngày hôm nay với bạn tuổi Hợi, bạn mệnh có nguy cơ vướng vào thị phi, dễ phạm phải tiểu nhân, có tình cảm trắc trở, bạn cần phải cố gắng bình tĩnh, tránh bị người khác kích động rồi làm cái điều sai trái bạn tuổi Hợi nhé. Nhưng may mắn là trong cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020 với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang có được thiên ấn chiếu mệnh hỗ trợ cho cái công việc của bạn tuổi Hợi có phần được thuận lợi. Đây là ngày để xem xét những cái bước đi mới, những cái lựa chọn hiệu quả và khôn ngoan, thay vì đổ lỗi cho chính mình vì cái điều gì đó không được như mong đợi bạn tuổi Hợi nhé. Ngày thân này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy cái vận trình tiền bạc của bạn mệnh cũng đang đi vào cái giai đoạn có tiến triển rất chi là tốt đẹp, khởi sắc hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, bạn tuổi Hợi, bạn cũng đừng vì thế mà lơ là, cần cố gắng duy trì tốt cái thói quen về tài chính đang có bạn tuổi Hợi nhé. Và ngày này với bạn tuổi Hợi, cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, sắm lẻ, cầu trời trong cái ngày này trăm phần cát lợi với bạn, có người đưa đến tin vui điều lành trong ngày cho bạn nhé. Và bạn tuổi Hợi, bạn cũng đừng quên xuất hành trong cái ngày này là vào giờ từ 7 đến 9 giờ hoặc là từ 9 đến 11 giờ để tiến hành những cái công việc quan trọng như là
ký kết hợp đồng thì gặp nhiều thuận lợi, có người giúp đỡ. Và bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý cái hướng xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, bạn chú ý cái sự tranh cãi. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, công việc được như ý. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn được áp dụng kiến thức hay. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, bạn không ngại khó khăn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn dễ bị hiểu nhầm. Đó. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.